Rồi, kính chào mọi người đến kênh của mình ha. Hôm nay mình có về một số món đồ nè mọi người ha. Máy pin nè. Rồi máy mài nè ha. Rồi cưa nè, búa nè. Rồi những đồ. Rồi đặc biệt là có mấy cái đèn nào ha. Rồi tí nữa đến cuối clip mình sẽ quay. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình ha. Đăng ký kênh và bấm like cho mình ha. Rồi, chào mọi người. Rồi hôm nay mình vô máy số 1 nè, bán một máy số 1 1,4 triệu ha. Cây bu lông nè, đó. 1,4 triệu ha, mã số 1 ha. Rồi. Máy pin luôn nha, pin nhận sạc zin luôn. Đó. Đây, ngoại hình ở đây. Bên đây nó mất tem ha, bãi về chưa vệ sinh nha mọi người ha. Đó. Đây. EZ Nati nè ha. 7541 ha. BL nè ha. Đó, ngoại hình đó nè. Bãi về vậy ha. Rồi đây. Cục pin 3 chấm nè. Ha, zin ha. Này phải nhận sạc 81 nha mọi người ha. Đó. 81 nha, 80 nó không nhận nha mọi người. Nè mọi người để ý nè, cái tem vàng là nhận 81, còn tem xanh là tem đỏ là 80 đó. Đây, pin zin da băng luôn. Đó. Mình bán 1,4 triệu ha. Còn nếu mà mọi người mua thân máy thì mình bán 900 ha. Rồi đó. Thân máy không mình bán 900 ha. Đó. Đây, ngoại hình nó đây. Đây cái đầu nó nè, bãi về vậy luôn ha mọi người ha. Đó, nó cũng hơi ra túc rồi, không đáng kể nha mọi người ha. Rồi đây, tem bên này nó bị lột ha, BL ha, không than nha mọi người ha. Con này mở ở ốc 19 đô lại ha mọi người ha. Đó, đây ba tốc độ. Rồi bỏ pin vô test cho mọi người xem. Đây đó, tốc độ nhanh nhất ha. Rồi tốc độ thấp nhất nè. Đó ha, đảo chiều nè. Đó, thắng ha. Rồi tốc độ thứ hai nè. Đó, chiều tốc ha. Đó, thắng ha. Đảo chiều nè. Ha, rồi tốc độ 3 nè. Đó. Chiều tốc ha. Thắng ha. Rồi đảo chiều. Nói chung là hàng bãi giờ nó cũng hơi rơ chút thôi, không đáng kể. Đây. Để mình test đèn cho mọi người xem luôn. Đó, đèn ha, ok. Đây. Bắt đầu mình test cho mọi người thử nè. Cầm không nổi luôn. Đó, cầm không nổi nha mọi người ha. Đó. 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 Rồi, đây, đèn ha. Mấy bãi về luôn, mình chưa mở ra luôn ha, chưa vệ sinh luôn, bán luôn. Đó, còn khá ok mọi người. Liền lạc. Đây, tem đã bị mất thôi. Đây, đó, hình đó vậy ha. Đó, đầu hơi rơi tí thôi. Đó. Đèn bảo ha, ok, pin sáng. Rồi, nếu mọi người có pin đòi thì bán thân máy 0900 ha mọi người ha. Đó. Còn máy với pin luôn thì bán 1,4 triệu. Mọi người có sạc thì mình bán vậy ha. Còn giờ mọi người tự ghép adapter gì mọi người ghép ha. Rồi, mã số 1 bán 1,4 triệu. Máy bu lông Nati EZ 7541 ha. Rồi. Rồi, ở đây đi. Rồi, mã 2. Mã 2 mình bán còn cái healthy ha. Mới nha mọi người ha. Đó, 750 nha. Con này nhìn như mới về, mới mình có test là ok đó. Nếu mà mọi người cần thì mình để mượn pin về mình test cho mọi người xem. Đó, đây đắt nó 28 đó mọi người. Đây ha. 2018 nha. Đó, đây nè. Đây. Thông số nó đây. Healthy nè, SFF 2H gạch A đó. Main China ha. À, đó. Đáp nó đây, đáp nó là nó ngay đây ha. Đó. Rồi. Này 148 mọi người ha. Đó. Mọi người có bán đế 3D sẵn á mọi người. Mọi người bỏ vô thì chạy ha. Đó. Đây, lấy có mấy cây nè. Chưa vệ sinh luôn nè. Đó.
cây nào cũng có mấy cây ha mọi người ha, có 3 4 cây thôi. Đó. Cái này cũng vậy luôn nè. Đó. Nát 28 luôn. Đó. Cũng vậy ha. Chưa chân gì nó còn mới đó, cũng một cung. Mình xem thông số giúp mình. Đó, mạnh China ha. Rồi. Đây, có vài cây ha. Đó, cái mới. Đây. Nó dính bụi rồi mình chưa lau luôn đây. Đầu vỡ ra nhẹ nhàng nè. Rồi. Ok đây, có chế độ búa ha. Đó. Đây. Rồi mình sẽ test cho mọi người, nếu mà ai cần thì mình sẽ mượn miễn test cho mọi người ha. Rồi bán 750 thôi mọi người ha. Đây nó có đèn dưới đây ha. Đó. Đây đèn đây luôn. Đây đầu nó mới keng mọi người. Đó. Mới keng. Rồi. 17 cấp trường, 15 cấp trường ha mọi người ha. Đó, chế độ dít nè. 15 cấp trường ha. Chế độ dít nè, chế độ đó, ba chế độ ha, chế độ búa nè ha. Dít chế độ khoan nè, chế độ búa nè ha. Rồi. Hai tốc độ nè, 1 2 ha. Ok. Đó, đo cái thước mọi người xem. Chiều dài máy khoảng 20 nha mọi người ha. 19 nè, đó tới đầu. Chúng đây khoảng 16 năm hơn rồi ha. Đó. Rồi. 750 thân máy ha, thân máy không ha, mã số 2, 750.000. Rồi. Mã số 3 đây, hai cái búa bán 200.000 ha. Đây vừa sát này mọi người. Búa cao su ha. Đây. Cái này cũng vậy ha. Đó bằng nhau luôn. Cái này nó dài hơn chút nè. Đây đợi cái tước từng cây cho mọi người xem. Bảy phần tư ha. Đó. Hai phần rưỡi ha. Đó. Chiều dài của nó này khoảng 8 phần rồi ha. Đó. À, rồi. Đây 1 phần 2 nè, rồi chết ha. Rồi, cây này mình đợi nè. Này cũng 2 phần tư ha. Chiều dài của nó, bề ngang của nó là khoảng 8 phân rưỡi hơn rồi ha. Đó, cũng bằng cái kia luôn. Chiều dài của nó khoảng 26 năm nè, 26 7 nữa ha. Rồi, hai cây. Vừa sát búa ha, đầu cao su nè. Đây, mọi người xem hai đầu nữa nè. Mình bán cặp luôn nha mọi người ha. Đó. Đó, ok ha. Rồi. Cặp búa là bán 200.000 ha, mã số 3. Rồi, mã số 4 này. Bán 200.000 luôn nè. Ba cái đồ nhỏ này nè hả. Đây. Một đầu nè. Đầu này 80 hơn rồi ha. Đó. 8 nè. 8 nè, bên đây 10 ha. Đó lắc léo ha. Đó đầu này 10. Hiệu nó là KTC ha. Đây. KTC nè mọi người. Đó. Đó, KTC 18 ha. Đây. Đó. Đó. Rồi, đọc cái thước mọi người xem. Dài nó khoảng 12 mọi người ha. Rồi. Rồi, một cây này nữa. Đây. Cây này gỡ được nha mọi người ha. Đó, cái đầu này luôn ha. Cái đầu này mọi người gắn qua đây cũng được nha mọi người ha. Đó. Đó ha. Gắn qua luôn, đảo chiều qua đây nè, gắn qua luôn ha. Đó. Đầu này đầu 10 ha. Đầu này đầu đó. Đầu 12. Đầu 12 thôi ha, đây. Đó đầu 12 ha. Rồi mọi người gắn vào đây luôn nè, đó. Gắn được không? Đầu 8 ha. Đó, đảo chiều nè. Đó. Rồi đây. Đảo chiều. Rồi, đó cái thứ 10 xem.
Đó, chiều dài của nó khoảng 10, 10 gần 12 ha. Đó. Rồi mình rút cái này ra ha. Ở đây rồi, hai cây. Rồi cây này của da băng nè. Để mình đổi kích thước người xem luôn. Chiều dài của nó khoảng 9 phân rưỡi ha. Đó. Nó nhiều số lắm mọi người. Đây. Da băng nè. Hiệu gì? Takahako gì nè đó mọi người. Đó. Run ha. Đây có máy số nè. Đầu này chắc 4 phân nè. Đó, nó nhiều số hơn rồi ha. Để mình đo cho mọi người từng cái. À, 6 phân nè, 8 phân ha. Đó. 6 phân nè. 6 ốc 6 nè ha. Đây, ốc 10 nè ha. 9 nè. Đó. Đó nó nhiều cỡ lắm rồi. Đó. 10 12 nè ha. Đó. Đây nè. 12 ha. Đó bên đây nè. Mười bốn nè, à, 16 nè ha, đó. Đây mười mấy chứ, 14 nè, 16 chứ. Đó, nói chung là cái này đa năng ha mọi người ha. Có nhiều ổng nè, mọi người dặn thế. Đó. Rồi, mình bán ba cây này giá mã số 4 ha, ba cây nhỏ, giá 200 ngàn ha mọi người ha. Rồi. 200 ngàn ha, ba món ha. Đó, da băng hết ha. Cái này KTC, hai cái này da băng. Rồi. Mã số 5 đây. Bán một cây một lết nè. 200 ngàn luôn hơn người ha. Đây. U36 nè, con tôm ha. Mọi người, đây, ngoại hình đó đây. Xem giúp mình. Đó, Lotte ha. Rồi. Đến cho mở ra hết được nhiêu. Đây 36 hơn rồi ha. Đó. À. Rồi. Chiều dài của nó đo cho người xem. Chiều dài nó khoảng 24 hơn rồi ha. Đó. 24 ha. Rồi. Ngoại hình nó ok ha. Đây. Lotte ha. Đây vô nhẹ nhàng. Đó, người xem. Rồi. Mã số 5 mình bán cái mô lết Lotte ha. Giá 200 ngàn ha. Rồi mã số 6 mình bán 160 ngàn ha. Cái kèm nè mọi người. Đây. Kèm này không thấy nhưng mà thường thường mấy cái cây kèm mà có cốt dưới đây là của Mỹ nha mọi người ha. Cái này chắc nó bị thét sao mình không thấy ha. Đánh không thấy, mọi bữa có cây là mình thấy chữ của Mỹ ha. Đó. Đây có ông cốt nè, răng ở đây mọi người coi. Ok ha. Đó. Đây luôn. Đó. Nhưng mà thường thường mấy cái có cốt này là Mỹ, kèm của Mỹ á mọi người, cũng khá nặng á. Nè. Đây. Rồi cắt nó còn khít luôn ha. Khá mới á, chỉ cái reset ở ngoài bãi thôi. Ha. Rồi, đó cái túi mọi người xem. Đây chiều dài nó khoảng 22 năm ha mọi người ha. Đó. Đây cái đầu nó đây. Tới cái đầu khoảng từ tới cái cán khoảng 8 phân ha mọi người ha. Đó. Đây. Lưỡi nó ok luôn. Đó. Kích ha, không thấy. Đó. Có đầu cũng cốt ra nha mọi người ha. Đó. Rồi. Đó. Không thấy chữ mọi người ha, thường thường mấy keo kèm này có cốt là của Mỹ á. Đó, thôi mình bán không có chữ rồi nói. Rồi, mã số 6 160 ngàn. Đó, một cái kèm ha. Rồi. Mã số 7 đây. Bán ba đầu này ha. 160 luôn. Đây. Để mình giới thiệu mình đầu này trước. Đầu này là đầu SK11 nè mọi người. Đó. Ha. SK11 máy da băng nè. Đó. À.
17 21 ha. Như bạn ha. Đó. Đây, này mọi người đẩy ra đây 21 nè, 17 ha. Đây 21. Cái chui này là gắn cái đầu vít vô nè mọi người. Đó. 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 Gắn đầu vít trường này vô nè. Đó. Đó. Rồi. Rồi, cái máu thứ hai. Cái đó da băng nha mọi người ha. Đó, cái này khá mới luôn. Như chui xài á. Đó, đầu 17 21 SK11 ha. Xài cho mấy con vít đó mọi người ha. Rồi, cái cây này là 10 phân ha. Rồi. Đây, này là cũ vừa sách số 12 nha mọi người ha. Vừa sách mấy anh cho băng luôn ha. Đây, vừa sách nè. Product giai đoạn chứ không phải mấy anh đâu nè. Product sản xuất bởi gia băng ha, 12 nè. Đó, ok ha. Đó, đó cái thước của mọi người xem rồi. Rồi, cái thứ ba là cái đầu này 10 3.8 nha mọi người ha. Đây. Dài khoảng 4.5 ha. Đây. Cho mọi người xem. Cái này của Versace nha. Đó, Versace nè. Đó, Versace nha mọi người. Đây. Đó, bờ sát nè. Đó, bờ sèo ha. 3.8 ha. Đầu chỉ dứt qua 3.8 ha mọi người. Rồi. Ba món này bán mã số 7 là 160 ngàn ha. Rồi, cái đầu và băng. Nói chung mấy đầu này, con đầu này như mới đúng không? Rồi, mã số 7. 160 ngàn. Rồi, mã số 8. Đây, đầu chỉ hơi 160 luôn. Đó. Đây, đầu chỉ hơi nè mọi người. Đó. Đây mình đo kích thước cho mọi người xem trước đi. Đây. Bề ngang của nó khoảng 6.5 ha. Chiều dài của nó khoảng 10.5 ha. Đó, hai đầu chia đầu đây. Từ đây tới đây khoảng 4.5 ha. 5 phân chứ. Đó. Rồi. Đây, hiệu của nó đây. Schumacher vậy nè mọi người. Đó, Schumacher ha. Quýt Lopper đó. Chủ bánh két bên đây cũng vậy ha. Rồi. Đó, đầu trong ha. Rồi. Mã số 8 mình bán cái đầu chuyển rơi thôi ha. Ở dưới đây là gì 20 vậy mọi người. SM đó. Rồi, mã số 8 bán 160.000 ha. Đó. Đầu chuyển rơi ha. Hai đôi đầu đôi ha, đầu đôi nè đó. Rồi gắn vô. Chia đầu chia hơi. Rồi mã số 9 đây. Bán 350 nè, quần chì nè. Đây. Nặng 1 kg ha, Tokyo ha, Matsuhana Kun. Đó, Solar ha. Chị hàng đó. Này mình cân thì khoảng còn 9 lạng nha người ha. Đó, đây. Đó, cái tướng của mình xem. Đó, chiều dày kìa. Hắn ly nha mọi người, ha. Đó. Một ly ha. Đó. Rồi, nó xài rồi. Còn có 9 lạng nha mọi người ha. Đó. Này mọi người mua về xài nó biết nào mới hết ha. Rồi. Cuộn chì bản số 9 bán 350 nha mọi người ha. Rồi, 350. Nặng còn 9 lạng nha mọi người ha, mình cần còn đúng 9 lạng á. Đó. Dày 1 ly ha. Rồi, mã số 10. Đây. Bán 250 ha. Cưa combo nè. Đó. Đây. Đó, lưỡi đó mọi người xem đây. Đó, khai combo ha. Đó, mọi người xem lưỡi còn khá ok mọi người. Này. Đây phải không? Bẻ lên đây được luôn ha. Đó. Đó. Lưỡi nó còn khá mới ha. Mình xem. Đó. Đây.
Này, khi combine nào mọi người xem. Đó. Rồi, và hình đó ha. Đó, vẽ đây được ha. Rồi, đây lưỡi đó mọi người xem lại đi, khá đẹp đó mọi người. Rồi, bán cái cưa combine mã số 10 ha. Em đo lại coi. Đo cho mọi người, hai tấc mốt chứ quên đo cho mọi người xem. Đây. 21 ha. Đó. Chiều dài của nó khoảng chừng 45 445 ha mọi người ha. Lưỡi nó 2 tấc 1 ha. Đó. Rồi, cưa combo 21 đó mọi người. Rồi, mã số 10 bán cưa, cái cưa là 250 nha mọi người ha. Rồi. Bữa có anh nào đặt á thì mình cũng quên rồi đó. Rồi, mã số 11 đây. Đây mình có cái bơm chân không nè. National ha mọi người ha. Rồi để đo cái nước cái hộp cho mọi người xem. Bán 550 ha. Đây. 51 ha mọi người ha. Đi ngang. Khoảng chừng 19 ha mọi người ha. Đó. Đây. Bán 550 ha, luôn thùng ha, đó. Đây. Để mình đo chiều dài của cái bơm cho mọi người xem. Chiều dài tới bơm tới tới đây là khoảng chừng 45 nha mọi người ha. Mọi người xem giúp mình cái. Đó. Đó, mình đem đây cho mọi người xem. Đây. Cái bơm chân không nè. Hút lại ha. Đó. Được ha. Đó. Mà đó bơm nè, mọi người hút mà. Đó hút chân không hay trong bao bì vậy đó. À nhưng mà đặc biệt nha. Nếu mà mọi người muốn chế bơm bơm đẩy á thì mọi người đổi đầu qua đây. Đó, cái này dở được nè. Đó. Đó, đẩy nè. Đầu này đầu đẩy ha thì nó đầu hút, bên kia nó hút. Đó. Đó ha. Thì mọi người sẽ đổi này qua đây thành đầu đẩy ha. Đó. Đổi đây đầu đẩy còn đây đầu hút đó mọi người về chế tiện dụng thôi mà ha, đó. Thì mọi người cũng bắt qua thôi. Đó chiếc lại. Thì có hai công dụng á thì mọi người coi có làm công dụng nào thì làm ha. Đó xi lanh nó còn ok ha. Này bơm chứ không á hút với lạnh cũng được, cái nói chung là đó. Ờ đó. Đây ha. Thì nếu mà mọi người nè. Để mình đó hai đầu này ha. Đầu này đầu hút thì mọi người muốn muốn làm bơm bánh xe hay là gì để bên đây, chuyển qua đây lại đó, đổi lại ha. Này cũng khá đẹp đó mọi người này. Ừ. Chị lành đó ha. Ok. Đây đo cái kích thước. Ừ. Vì nó khoảng chừng 35 hơn ha. Đó. Đó cái thùng luôn khá đẹp, cái này mua người về chế bơm chế nhiều quá. Đó, nói chung là hai bên đó mọi người chế đều được hết đó. Nó có cái đầu này luôn. Đó. Có cái thùng luôn hơn rồi ha. Rồi. Rồi mình bán cái mã số 11 này, cái bơm Nati. Giá là 550 mọi người ha. Đó, mua về sưu tầm thấy cũng được. Nói chung cây này cũng lạ độc. Rồi. Mã số 12. Đây. Đây mình bán một cái máy mài nè mọi người. Đó, hai đá nè mọi người xem giúp mình ha. Đây. 800 ngàn ha. Đây. Này của Hitachi nha mọi người, xem thông số nó giùm mình nè. Đây. NT G gạch 150. Đó. Mà này là Hitachi Koki đó. Đó, thấy không? Đây là 100V 50Hz, 50Hz, 60Hz nè. Đó. 170W nè. Đó. 150 là chắc cái đá nó 150 để mình đo phải không? Đây đúng rồi, đá 15, 14 ha mọi người ha. Đó.
hai viên đá còn đẹp luôn ha, có bên đây có cử, bên này không có ha. Rồi dòng tua ở đây nè, đây hai chạy ha nè, cái này đường kính nó là 15 nè, 150 nhân 16 nè, nhân 127 mm nè, đó 2023 dòng chính phúc nè, đó cái đây nè, dòng tua của nó nè 3000 đến 3600 nè ha, đó này là 50 hạt 60 hạt nè, 59 mấy mà nó còn đẹp dữ, đó người khác ngoài hình đâu. Ok ha, đây đây mà nó này, đó người xem dây zin luôn ha, để đoạn kích thước cho người xem. Đây bề ngang, bề ngang của nó đây mọi người nha, 26 mọi người ha, đó chiều cao của nó đây khoảng 21 mọi người ha, đó rồi test thử mọi người xem. Rù không mọi người ạ. Đó. Có gì mà thử. Nè, là tua nó. Đó ha, thấy chưa? Im ru ha. Hai cục đá luôn. Đây khá vậy ha. Đó. Test lại mọi người xem. Đó, để em ru. Con này khá đẹp nha mọi người. Bãi thường thường mấy con này về là nó bể rồi. Hay đá này mua hết mấy cái ngàn rồi ha. Rồi. Bán cho 12 bán 800 ngàn ha mọi người ha. Đó. Nút ra nha. Rồi. Đúng lại. Đó, khá đẹp không mọi người. Mua về xài có cử này nè, bên đây có cử, dù muốn mài đây thì chuyển cử qua đó ha. Hai viên đá còn khá đẹp luôn nè. Đó. Máy đá với da băng luôn nè. Người xem giúp mình. Đó, đá này đi mua tiền không nha mọi người. Đây. Như này cũng máy da băng luôn nè. Đó thấy không? Đá zin theo luôn. Đó. Đo đá dày nhiêu cho mọi người. Hai cái đá này nếu mà xịn, nó xịn thì mắc tiền lắm mọi người. Rồi. À. 16 luôn ha. Đó. Dày còn 16 luôn thôi đây. Đó, cũng cỡ đó hơn rồi ha. Rồi, mắc đá da băng luôn nha. Đó mọi người xem lại nè. Đó. Hai bên luôn. Đó. Rồi, mã số 12 bán đá mài Hitachi giá là 800 ngàn ha. Rồi, cuối cùng đây, đây mình cho mọi người xem. Đây mình về được cái bóng đèn nè mọi người. Đây. Đó. À, cái này chưa khui nè, Panasonic nè ha. Đó, như mới luôn ha. Đó, còn nguyên thùng luôn nè. Đó. Nguyên thùng luôn này, mình để khui ra cho mọi người cái xem. Đây. Đây. Đó. Đây catalog luôn nha mọi người, nó còn catalog luôn. Đây. Đây. Độ sáng 8000K nha mọi người nha. Đó, LED. Mã nó đây nè. Đó.
100V ha, 8.4W ha, 50Hz, 60Hz nó sáng lắm nha, chạy có 0.98A ha. Rồi, mở ra được chưa? Đo kích thước cho người xem trước đi. Đó. Này chiều dài của nó khoảng chừng 42 nha mọi người ha. Đây, được thấy không? 42 nè mọi người. 41 năm ha, tới cái chân này luôn ha. Cái chân này thì đó, mọi người xem nè, cái chân này thì mọi người bắt lên tường vậy nè đó. Vậy nè. Đây là gì đó, nó có cái chấu nè, hai dây luôn. Rồi để mình mở ra cho mọi người xem. Đây. Đó. LED ha. Đó. Đây thông số nó đây mọi người. Đó. Đây. Đó. Panasonic LED ha. NNI20432 ha. Đó, 100V. 8.4W ha. Đó. IP23 nè. Đó, 50W. Sau đó. Cái này mọi người chế biến thế sau hay là gì cũng được ha, hay là trong đây nữa ha mọi người ha. Đó. Rồi. Trong đây như không biết có cái tụ nghe nói có đấu là chỉ có được 220 mà không có thôi xài biến thế cho nó. Đó, rồi. Đây mình test cho mọi người xem ha, LED nó nè mọi người. Đó. Để mình đo kích thước cho LED cho mọi người xem. Đó, chiều dài của LED khoảng chừng 24 thôi mọi người. Rồi, để anh bắt lại mình test thử cho mọi người xem. Nè, mọi người coi cái dây đó nè. Đi xịn không? Nó dây gì? Rồi, đây, lên cho mọi người xem. Ồ, sáng không rồi? Ồ, ok luôn ha. Đây. Ồ, khá sáng đó nha mọi người ha. Sáng lắm mọi người. Để tắt đèn cho mọi người xem cái sáng không ha. Ồ, sáng lắm mọi người. Đây. Đây. Ồ. 8.000K mọi người đó. Rồi. Mình bán cái bộ đèn này ha. Giá là 400.000 nha mọi người ha. Đó, có thùng luôn ha. Rồi. 400.000. Đó. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ha. Rồi.